Ok, cho lần này là... Rồi, một cái thăm chương trình này rất sơ sơ. Rồi, trở lại vị trí ban đầu. Quá nhiều hộp. Trở lại vị trí ban đầu. Hấp xuống. Ông nhà là con. Rồi, hết chưa là ông mệt. Ông đợi gì vậy? Ông đợi mấy dưới ngoài mình đấm bóp cho ông. Đấy, mày chạy đi. Nhớ giữ sức khỏe. Hello, anh sạch. Bình yêu, dạ. Sạch, anh sạch. Hello, anh, bữa nay em đi quay quay ca nhạc cho con. Quay quay cung cho con á. Chào bác. Chào bác Thành. Bác Sạch. Con chào. Chào bác. Bác Sạch. Bác Sạch. Nhóm múa này bộ đồ tình yêu diệu kỳ, múa sáu người đó.
xuân ấm cúc tô đẹp. Rồi, xong chưa? Chào con, tôi Thảo. Bữa nay cô em nó đi quay á. Cái này thôi. Đào, con cầm cái điện thoại của mẹ nè con. Chụp cái máy cái Đào thôi. Chụp vô nhấn cái này nè. Sao chụp được mà? Mình quay gần mặt trực tiếp lên trên đó chứ mình chụp đây đâu khỏi. Không được, con không có lên nó được. Tại vì máy quay tại đâu này, mày đâu có lên trước được. Hello con, ở đây. Tình yêu diệu kỳ chuẩn bị chụp gần gần á. Ở lấy cái điện thoại chập con chụp đi chụp hình đó con, chụp cho em mấy môi á, chụp cho em mấy môi nè con. Con lại đi thế. Mọi người khiêm tốn cẩn thận xíu nha, cẩn thận nha, đụng máy là không có đèn đâu nha. Đây là máy cái này á, ai làm hư là từ bỏ tiền cái đền đó. Em bé ơi, em bé sống chưa em bé ơi? Em bé hát bài ba tôi nè. Anh Linh thêm đâu rồi ta? Đây rồi. Rồi rồi. Anh Thang quay bài ước nguyện đầu xuân dưới cô bỏ đi cậu em đừng gọi chỗ nó vẫn đẹp rồi được rồi quay anh ơi. Quay đi anh lấy. Chính gì anh Lý? Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Buổi tối ăn lành vui vẻ. Mình nhớ mày.